Hello, Ngọc Ánh xin kính chào cả nhà ha. Bữa nay nhà thờ Tin Lành Bắc Cali ở Berisha Alliance Church có tổ chức cái buổi Fall Festival mùa tạ ơn Thanksgiving sắp sửa tới rồi. Mình làm cái lễ Fall Festival luôn cho mấy đứa nhỏ nó chơi rồi nó chụp hình, nó outdoor activity. Mấy đứa nhỏ nó chơi game nè. Thời tiết San Jose bữa nay rất là tốt. Thời tiết San Jose quá tuyệt vời ngày hôm nay. Mấy nhỏ chơi game. Vui quá, cho với chị em hai anh em chơi trò gì vui vậy. Suốt mấy tháng nay mấy nhỏ không có được đi vô nhà thờ in person. Ngày mai nhà thờ sẽ nhóm ở bên trong. Mấy đứa nhỏ chơi game. Chơi gì đây, mấy em chơi nhảy cò cò. Đó, vui không? Trung, anh Trung với châu sếp kìa. Yes, châu. Chơi trò gì vui quá vậy? Chơi game gì vui quá. Giỏi vui. Nó mẹ không có chơi chiêu. Được rồi, con cầm thấy đưa cho mẹ coi. Gắt cái vỏ mẹ. Mấy nhỏ chơi vui quá. Xe của mục sư để kẹo nè. Mục sư để kẹo cho mấy em lại chơi xong rồi có thưởng. Mục sư Hân làm xe để sẵn cho mấy em chơi nè. Mấy em không cần phải đi ra ngoài chơi cái lễ hội Halloween. Trong nhà thờ có tổ chức cái lễ này cho mấy em chơi. Fall Festival, Harvest Festival. Ngày mai mục sư mời mai đổi giờ phải mục sư? Vậy tối nay mình ngủ được thêm một tiếng nữa. Ngày mai thời tiết mỗi năm ở Mỹ có hai lần đổi giờ ha. Ngày mai thì mình lời được một giờ. Mấy chị lớn mua kẹo bỏ sẵn vô bọc nhỏ nhỏ hết cho mấy em. Mấy em nào thích ăn kẹo là có kẹo hết. Bạc kinh của nhà thờ. Nhà thờ Berisha nằm ở phía bắc của San Jose ha, ngay freeway 680 vô exit Berisha, chạy thẳng qua cái góc đường Pittman gần cái tiệm hộp dịch mà Olivia Farm á. Cái tiệm cái lò trứng Olivia Farm, nhà thờ nằm kế bên cách vài căn exit đường Berisha, góc Pittman với lại Sierra. Nhà thờ Tin Lành Việt Nam của mục sư Nguyễn Thọ Hân, Nguyễn Thọ Tuyên quản nhiệm lúc trước. Bây giờ còn có một mục sư Nguyễn Thọ Hân thôi, mục sư Tuyên về Nam Cali rồi. Thiên An. Thiên An. Hello Thủy Thương. Thủy Thương đâu? Vậy đây. Chị Thảo Vi nè. Thảo Vi nè. John, James, có ai thắng được đồ chơi không? Ồ, có mấy trái bí đẹp quá. Nhà thờ mình có cầu tuột nè, mấy em chơi cầu tuột. Từ hôm bữa 15 tháng 3 đến giờ là nhà thờ chưa có nhóm ở bên trong lại. Mấy tháng nay thì nhóm ở ngoài ngoài cái lều, ở ngoài sân của Bạc Kinh nhà thờ. Bây giờ theo cái luật của thành phố với cái quận hạt mình thì đi vô nhà thờ ngày mai nhóm thì cũng phải đeo cái mặt nạ, cái mask và social distance 6 feet. Mấy nhỏ nó được gặp nhau nó mừng quá. Hổm gãi gì cũng online Zoom meeting. YouTuber với Zoom không à. Bữa nay mấy bạn được xúm nhau lại chơi rồi. Dễ vòng vòng. Hé lên cả. Hai tên. Tên
là không quất hả? À. Đang làm câu đố hả? À, đó không, mấy chị cho Bible question hả, cho những câu gốc trong nhà thờ đố rồi mấy chị chắc cho có thưởng đó. Hello Tấn, hello bé Tâm, hello Tân. Đó, chơi game nè, mấy chị set game cho chơi đố kinh thánh hay câu gốc gì đó trong nhà thờ đó. Bible Tribal. Này là thiếu niên youth. Youth thì thường thường nhóm ở tiếng Mỹ 9:30. 9:30 đến 10:45. Tới nhóm tiếng Việt thì 11:30 cho đến 12:45. Ngày mai chủ nhật đầu tháng rồi, mai tháng ngày mai nhà thờ có lễ tiệc thánh. Có anh hói khoái đá banh, anh hói mặc áo của Messi. Đó bác sĩ thiện. Rồi bác sĩ thiện bị push up rồi. Good job. Daniel làm thủ môn. Daniel thích chơi đá banh, Daniel đá banh cũng giỏi lắm á. Daniel con của bác Hối với cô Loan. Daniel chơi đá banh, nhà thờ này có mấy em thích chơi đá banh lắm. Có Trung Tính nữa. Còn bác sĩ thiện đá nè. Đó. Mấy em này thì chơi game. Có mấy bạn nè, mấy bạn tới đông hơn rồi kìa. Rồi Tuấn bị push up rồi mấy cái. Vui đó, đây mấy anh này cái gì đây, cũng là squat luôn rồi đó, tập thể dục nhúng nhảy. Hôm nay trở lại sân nhà thờ vui quá. Thường vô tới tháng 11 San Jose bắt đầu lạnh rồi. Mặc dù vẫn còn mùa phoi nhưng mà lạnh từ từ. Có những cái băng ghế
buổi trưa xong cái mình ra đây mình ăn nhóm, xong cái xong thăm ngồi, có ghế ngồi, có cầu tượng. Khu này rất là yên tĩnh, nhìn cái sân bự dữ lắm luôn. Mấy cái phòng nhỏ nhỏ này là học sinh the school với mình tập hát ở nhà thờ, tập hát nhóm nhỏ nhỏ workshop cùng nhau vô nhà thờ. Ôi cho anh được gì vậy? U giỏi quá trời. Tonight at the Halloween party. Yes. Vậy là con giữ cái cây viết tại nhà mình, không có nhiều viết. Ok. Vậy là anh giữ cái này cho con là xong rồi. Rồi bỏ thùng rác. Giỏi quá. I like it. Ok. Vui quá. Bữa nay nhìn mấy con lên đây chơi vui với mấy bạn trong nhà thờ rất là thích thú không? Em nào bị push up đây? Con nít nó cần phải vui chơi. Ngoài cái chuyện học rồi, nhu cầu căn bản của con nít là nó phải có bạn, có bè, nó vui chơi những cái hoạt động ngoài trời, thể thao gì. Chứ ngồi trong nhà bắn game suốt là không có được. Nó cần gặp bạn bè của nó, hít thở khí trời. Nó rất là tự nhiên. Nhà thờ mới làm lại bạc kinh hôm bữa, chán nhựa đồ lại hết, rất là sạch sẽ, an toàn. À, mấy em chơi tròn chơi với mấy anh lớn cũng được mấy chục đứa, từ 2-3 tuổi là nằm trong ban ấu nhi, rồi có cô Thủy lo mấy em nhỏ, rồi lên tới từng nhóm lớn. 5 tuổi cho đến lớp 3 là một nhóm, rồi từ lớp 3 cho đến lớp 6 là một nhóm, rồi từ lớp 6 cho đến high school trở lên, 12 tuổi trở lên là nó vô một cái nhóm youth. Rồi mấy em vô đại học thì cái tuổi thanh niên nó vô một cái nhóm khác. Chiều thứ 6 đi làm về thì thường thường tuổi thanh niên nó có nhóm tại nhà thờ, rồi ba mẹ chở con vô đây nhóm hát, bạn bè hát ca sinh hoạt chung chơi với nhau, học kinh thánh, người lớn cũng học kinh thánh. Sáng thứ bảy thì nhà thờ có cầu nguyện. Chủ nhật thì buổi sáng có trường chủ nhật Sunday School. Mấy em nhỏ nhóm người lớn học Sunday School thì mấy em nhóm tiếng Mỹ. Rồi mấy em tan nhóm tiếng Mỹ xong thì tới người Việt Nam. Mấy người mình thì nhóm tiếng bạn nhóm bằng tiếng Việt. Nhóm tiếng Việt thì mấy em sẽ hoành qua bên vô mấy cái phòng nhỏ, mấy em học Sunday School lesson. Nhóm xong tuần nào cũng có khi ở lại ăn, tập hát. Này mấy em đang chơi lễ hội Fall Festival. Nhà thờ thì không có tổ chức Halloween giống như ở ngoài những cái sinh hoạt cộng đồng hay những cái lễ hội khác, giống người ta không có mặc đồ quá trang ghê sợ như vậy. Nhà thờ có tổ chức cho mấy em chơi, cũng cho mấy em kẹo ăn, cũng cho mấy em chơi game gì nè. Đó. Rồi chơi những cái activity rất là lành mạnh. Chứ không có mấy em trong nhà thờ thì ít không có mặc đồ ghê ghê giống như mấy con ma, không có, mấy em không có mặc như vậy. Bữa nay lần đầu tiên tụi nhỏ được gặp lại nhau từ cái bữa 15 tây tháng 3 ha, là ra cái lệnh mà ở nhà 3 tuần mấy tuần gì đó ở Cali á. Rồi suốt đến bây giờ luôn tụi nhỏ chưa có gặp nhau lại luôn á. Mấy bạn trong nhà thờ của tụi nó nay từ hôm giữa tháng 3, nay là cuối tháng 10 rồi, 7 tháng rưỡi rồi. Một thời gian quá dài. Ngày mai sẽ đi vô nhà thờ nhóm, ngồi ở bên trong lại được rồi. Cũng social distance. Thôi em mày thua rồi, bị hết đất nữa rồi. Đó, nhảy nhó cò cò rồi chơi gì vui ha. Hồi nhỏ mình cũng chơi nhảy dây, rồi chơi chơi can, chơi 5-10, chơi peekaboo, chơi vòng vòng, nhảy cò cò rồi. Con nít chơi vậy vui lắm, phải chơi vậy người nó mới mạnh khỏe, nó vận động tay chân. Chứ mà ngồi trong nhà với bắn game với tơ tivi ghét, tay chân nó không có khỏe. Hấp là gì, nhảy cò cò hả? Hồi nhỏ mình đâu có biết chơi game, đâu có game đồ chơi. Mà thời đó chơi game tốn rất là nhiều tiền. Con nhà giàu mới chơi game, mà mình không có tiền để đi học nữa, làm gì có tiền để chơi game.
có tiền để mua sách đọc với lại đi học hết tiền. Thấy người ta chơi game điện tử thời năm tám mấy là game điện tử nó đã nhập qua Việt Nam rồi, nhiều người cho mướn game, rồi những cái tụ điểm cho mướn game thời Rambo gì đó, chơi game nhảy mấy con nấm nhảy cà tưng cà tưng. Mình cũng chơi được vài ba lần thôi, cũng không biết nó chơi làm sao. Người ta nói mấy người chơi game thông minh lắm, mình cũng không biết có đúng không nữa. Chắc mình không có thông minh nên không có chơi game. Không có biết nó quýnh làm sao nữa. Giờ thấy biết đứa nhỏ nó chơi cái gì nó nhảy lung tung trong đó, mình nhìn vô mình thấy có lúc thì nó kêu chết rồi, không biết cái gì chết nữa. Mấy đứa nít nó chơi game thì nó biết chứ mình đâu chơi đâu biết. Wow. Nó vui chưa, nó gặp lại nhau chơi như vậy á. Nhà thờ có gắn cái trụ chơi bóng rổ đó, thành ra mấy đứa nhỏ cứ đem trái banh lên đây nhồi banh hồi là đổ mồ hôi cho nó khỏe người nó. Fall festival at the church. Nó rồi làm cái lưới này giống như chơi bóng đá nhỏ nhỏ vậy đó. John, let's go John, shoot quick. Good job, rồi không có tung lưới rồi. Rồi push up, em nào đá không có tung lưới là bị push up. Rồi bữa nay gặp bạn quá chừng luôn rồi. Đại hội rồi. Đại hội của trẻ con rồi. Đó. Boom, hay quá Daniel, good job Daniel. Rồi để coi Tuấn đá. Shoot out. Go get your ball. I'm on. You on my Facebook live stream. Live stream Facebook and save on my YouTube. Ouch. Ooh. It's accident. Ok. 1, 2, 3, shoot nha. Em này coi shoot giỏi không? 1, 2, 3, shoot. Rồi, nhẹ quá. Anh đen nhờ anh giỏi lắm. Anh cản banh được hết á. Đó, hồi văng cái chân ra luôn á. Shoot. Too easy for Daniel. Đó. Shoot. Rồi hay quá Daniel. Mấy em này trong ban workshop, mấy em biết đàn, biết chơi nhạc cụ. Tuấn này còn nhỏ nhưng mà chơi đàn rất là giỏi ha. À, Tuấn này giỏi lắm. À, bơi lội rồi đánh võ rồi đàn nhạc cụ rồi giỏi lắm. Em này rất là nề nếp. Tuấn à. Mấy em nằm trong cái ban nhạc rồi của nhà thờ không, orchestra của anh Thiện, anh lead mấy em này nằm chơi. Em phần lớn là mấy em biết chơi piano, violin, guitar. Chào anh Tùng. Go 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 go. Đó là Phú đã shoot. Rồi văng ra ngoài. Rồi bị hết đất. Push up. Em nào mà tung lưới thì không bị push up, còn em nào mà đá lọt ra ngoài là bị nằm hít đất. Chơi vậy cho người nó khỏe, tối dễ ngủ rã rời hết. Đó, shoot. Hay quá, các em này thủ môn hay quá. Hello con. Hiển khỏe không? Hiển có một bọc kẹo, bọc kẹo rồi hả? Hiển mà ăn hết cái bọc kẹo này chắc là Hiển nhảy tưng tưng luôn á. Hả? À, mỗi năm ở Mỹ có cái lễ hội tháng 10 là Pumpkin Bash, ở ngoài thì người ta gọi là lễ Halloween, lễ hóa trang.
ăn kẹo rất là nhiều. Sau cái lễ này rồi là bảo đảm mấy cái văn phòng nha sĩ đó là bận rộn dữ lắm, ăn xong rụng răng hết, sâu răng tùm lum hết. Kẹo kẹo mà đem về nhà để hả là coi như nhìn kẹo sợ luôn đó. Phải đem đi vô trong hãng làm hả, nhớ hồi lúc trước á. Vô tới cái mùa mà tháng 10 này rồi đó là cubicle nào cũng để kẹo rồi, để trong cái phòng ăn, phòng lunch, phòng break, chỗ nào trong hãng xưởng kẹo đầy hết. Mấy đứa nhỏ ăn kẹo xong chuyến này là coi như sâu răng luôn. Rồi nó về nó nhảy. Kẹo quá chừng ngon mà. Kẹo ăn 3 tháng chưa hết luôn á. Kẹo mà của Halloween đó. Nó đi xin về để đầy nhóc. Phải đem vô chia sót cho người ta ăn chứ. Cách nào mà ăn hết, ăn xong người nhảy tưng tưng. Đó, mấy em kia hấp rồi. Ở đó đó, chỗ xếp chơi với gì vậy? Với Trung. Chỗ xếp với Trung. Đó. Mấy đứa high school hết rồi đó. Ao ao quỳ. Nãy giờ mấy đứa này vài năm nữa là vô college, vô lớp 10, lớp 11 hết rồi. Lớp 9, lớp 10, 11. Năm nay có những em đang học 12 là hè năm tới là vô college tiếp. Mỗi năm là cứ có một vài em vô college. Một số mấy anh lớn thì đi học college xong có việc làm ở xa luôn, cũng không có hoành về. Hồi nhỏ mình cũng quấn quýt với mấy bạn trong nhà thờ ngày thứ bảy, là ở nhà thờ nửa ngày luôn, chơi với mấy bạn từ đâu 1 giờ trưa cho đến 5 giờ chiều luôn, hầu như tuần nào cũng vậy. Vui. Hát ca. Tụi nó đi camping. Mỗi năm mấy đứa nhỏ trong nhà thờ có đi camping. Camping của youth riêng, còn camping cả gia đình riêng, còn camping cả nhà thờ là riêng nữa. Rất là nhiều camping trong nhà thờ tổ chức. Và có những cái đại hội Bắc Cali, Tinh Lành Bắc Cali, 9-10 nhà thờ tổ chức chung. Đi được trại Bội Linh mấy lần, đi trên cái thành phố Santa Rosa. Rất là vui. Đi những cái camping lớn nó không cần phải nấu ăn gì hết, nó ngủ trong cái cabin với cái lóc, khỏi cần đem lều, khỏi cần văn lều. Đồ ăn trong nhà hàng có người phục vụ hết cũng vui lắm. Nhà thờ bút được những cái chỗ đó sướng, chứa được khoảng 500 người luôn á. Rồi ok thôi, là quay một chút kỷ niệm năm nay Halloween. Halloween ở ngoài kêu là Halloween nhưng mà trong nhà thờ thì kêu là Fall Festival. Đó, làm cái khung này sẵn để cho ai thích chụp hình làm kỷ niệm thì chụp nè. Nhà thờ có gắn cái chỗ chơi bóng rổ. Dạ chào bà mục sư. Dạ dạ con khỏe, cảm ơn bà. Con đang livestream quay lại cho mấy đi. I miss you too. 8 tháng rồi. Làm cái khung cảnh này để cho mỗi gia đình ai thích thì ngày mai đi nhà thờ cái ghé vô chụp hình. Nhà thờ có mấy chị khéo tay lắm, trang trí rồi bốn mùa lễ nào cũng có một cái nhóm, cái team mà decoration mấy chị khéo tay làm người chút. Mùa tạ ơn sắp sửa tới rồi, còn sau cái bầu cử xong rồi mình còn có 3 tuần nữa là tới lễ Thanksgiving ở Mỹ rồi, rất là lớn luôn đó. Đó, Joseph bị push up rồi. Oh, go all the way down. Go down. Rồi vui, ok rồi. Thôi bye, nãy giờ Ngọc Ánh quay vậy thôi. Xin kính chào cả nhà, cảm ơn cả nhà mình xem YouTube channel của Ngọc Ánh với lại Triple J Family. Ngọc Ánh sẽ xếp cái clip này bỏ qua YouTube.